Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 6. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở niệm Phật quý vị. Những đức chính bản thân những đức áp dụng trong tất cả công việc niệm Phật, những đức thấy lợi ích cực kỳ lớn. Là bất cứ một công việc gì mình làm, mình đều áp dụng câu Phật hiệu vào. Vì nhớ là hai thời công phu sáng tối bị cố gắng duy trì, nhưng cái cực kỳ quan trọng luôn là đi đứng nằm ngồi vì cố gắng niệm Phật. Quý vị làm sao mà cảm nhận được rằng là câu Phật hiệu này cực kỳ thù thắng đối với bản thân quý vị và tất cả chúng sanh, không thể nào thiếu. Thì tự nhiên quý vị sẽ xin niệm Phật liền. Nó sẽ gây dựng cho quý vị là làm bất cứ việc nào quý vị cũng đều niệm Phật. Và khi trong công việc mà quý vị niệm Phật, lợi ích lớn lắm. Lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nếu như làm việc mà không niệm Phật, quý vị sẽ rất dễ sanh phiền não. Nhớ kỹ nha. Làm việc mà không niệm Phật, rất dễ sanh phiền não. Quý vị biết nhất là trong cái thời cuộc này, là cái thời cuộc bệnh hoạn rất là nhiều. Thời tiết nó thay đổi thất thường, nay gì mai khác. Nên trong cái thời cuộc này chúng ta càng phải nhớ Phật, niệm Phật. Vì mình niệm có Phật hiệu, nó giúp cho tâm mình nó được an, nó giúp cho mình dịu tâm lại, nó giúp cho con người an lạc vui vẻ. Mà khi con người mình thường an lạc vui vẻ, vì biết là nó giải tỏa rất nhiều thứ uất ức trong lòng. Nên quý vị thường ngày áp dụng câu Phật hiệu, thì khi quý vị gặp sự cố buồn phiền gì, nó hóa giải cực kỳ nhanh. Sự cố gì nó hóa giải cực kỳ nhanh. Và một câu Phật hiệu này cũng giúp cho chúng ta bất cứ một kiếp nạn nào đến với mình, để mình cũng niệm Phật, để được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì nhớ, nếu như người niệm Phật mà người nào cho rằng niệm Phật giảng sanh cũng không dễ đâu, đây là quý vị mất lòng tin đối với bổn nguyện. Mà khi quý vị mà mất lòng tin đối với bổn nguyện đó nghe, là quý vị thất bại liền. Dù quý vị có tu đi chăng nữa, nhưng quý vị rất dễ bỏ cuộc. Vì sao? Mất lòng tin đối với bổn nguyện. Dù là bao nhiêu con người quý vị thấy họ niệm Phật, khi cuối cuộc đời có khi mê, có khi trở ngại, có khi khó khăn, nhưng quý vị phải nhớ là hoàn toàn phải đặt lòng tin vào bổn nguyện, chứ không được mất lòng tin với bổn nguyện. Khi quý vị mất lòng tin với bổn nguyện là chắc chắn quý vị sẽ không được giảng sanh. Dù có giảng sanh, dù có cố gắng tu, cũng là biên địa nghi thành, vì quý vị đã nghi ngờ đối với bổn nguyện niệm Phật. Nên đối với bổn nguyện niệm Phật không được nghi ngờ,
mà phải cái duy trì lòng tin cho cực kỳ cao thì quý vị mới thành công con đường niệm Phật giảng sanh. Nhớ chỗ này, chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng. Quý vị để ý những đức, dù làm bao nhiêu công việc nhưng luôn luôn những đức niệm Phật, và những đức luôn luôn tin rằng mình niệm Phật, Phật sẽ rước mình về cực lạc. Và lòng tin này những đức gây dựng là cả đời vẫn thắng những đức. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói một câu rất là hay: mặc kệ thiện hay là ác, bạn hãy tin bộ nguyện Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Bạn chỉ cần gây dựng lòng tin đối với bộ nguyện niệm Phật thì bạn thành công. Bạn mất lòng tin đối với bộ nguyện niệm Phật thì hoàn toàn bạn thất bại. Nhớ, mất lòng tin với bộ nguyện niệm Phật thì thất bại, gây dựng lòng tin với bộ nguyện niệm Phật thì thành công. Nên khi niệm Phật, thiện niệm hay ác niệm mặc kệ, tinh tấn hay giải đãi mặc kệ, bạn luôn luôn tin con niệm Phật, Phật tiếp dẫn con giảng sanh. Luôn luôn duy trì lòng tin như vậy thì bị thành công. Còn mất lòng tin với bổ nguyện niệm Phật thì thất bại. Mà khi bị mất lòng tin với bổ nguyện niệm Phật, quý vị sẽ giải đãi lười biếng không niệm Phật. Nên chúng ta cần gây dựng lòng tin đối với bổ nguyện niệm Phật cực kỳ cao. Từ người trong chùa tới hàng cư sĩ phải nhớ điều này: lòng tin là mẹ của công đức. Nếu như chúng ta mất lòng tin thì hoàn toàn chúng ta thất bại. Nhớ nghe, mất lòng tin thì hoàn toàn chúng ta thất bại. Vì lòng tin là mẹ của công đức, mà chúng ta đã mất lòng tin thì bị tiêu rồi. Có nhiều người tu tịnh độ, tu từ từ rồi tự nhiên lòng tin đối tịnh độ chúng ta có vấn đề. Gặp nhiều người niệm Phật siêng năng tinh tấn mà cuối cùng bỏ cuộc. Hoặc là có khi niệm Phật cả đời mà cuối cùng gặp những sự cố này, sự cố kia, sự cố nọ. Quý vị nhớ rằng cái việc niệm Phật giảng sanh nó đa dạng cực kỳ phong phú. Nhớ kỹ nè, niệm Phật giảng sanh đa dạng cực kỳ phong phú. Có những người giảng sanh vô cùng tự tại, có những người giảng sanh giống như rất trở ngại. Hình thức thì có sự trở ngại, nhưng sự cứu độ của Phật A Di Đà không trở ngại. Phải tin chỗ này, hình thức giảng sanh thì có sự trở ngại, nhưng sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà không trở ngại. Phải tin chỗ này 100%. Phải tin chỗ này. Khi lòng tin của mình duy trì như vậy thì quý vị niệm Phật thành công. Nếu như quý vị không có lòng tin kiên cố thì quý vị sẽ thất bại. Sẽ thất bại chắc chắn. Nên người tu tịnh độ mà muốn tu cả đời không thối tâm là phải gây dựng tín nguyện cực kỳ mạnh. Như Đức từng nói một câu: dù cho tan nhà mất mạng cũng phải tin bổ nguyện niệm Phật. Dù tan nhà mất mạng phải tin bổ nguyện niệm Phật. Quý vị không tin bổ nguyện niệm Phật là vì thất bại. Phải nhớ chỗ này. Riêng bản thân của người những đức là một người bước vào ngôi nhà Tam Bảo, có học biết Phật pháp gì nhiều đâu. Chỉ có ngay bổ nguyện niệm Phật, chỉ có ngay một câu Phật hiệu. Mà giờ này những đức đang chia sẻ Pháp Môn Tịnh Độ với quý vị, thì chánh điện cũng đang tu bên đây, chánh điện Đại Tùng Lâm đang tu, chánh điện Đạo Tràng Ba đang tu, chánh điện ở ngoài cổng chùa Đại Tùng Lâm đang tu, chánh điện Bảo Tháp đang tu, và bao nhiêu người giờ này đang tu chung, và bao nhiêu người giờ này đang nghe pháp, rồi bao nhiêu chương trình người ta đang nghe, rồi máy nghe pháp người ta đang nghe, máy niệm Phật người ta đang đeo nghe niệm Phật, rồi có những người giờ này đang dùng điệu hộ niệm, rồi có nhiều đạo tràng đang áp dụng tu. Chỉ có một câu Phật hiệu những đức gây dựng lòng tin, và những đức gây dựng niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi,
một con người tầm thường bình thường này đã làm ở những việc phi thường ngoài sức tưởng tượng bản thân những đức nghĩ đến. Khi vị nghe những chỗ này thì lòng tin niệm Phật cái vị càng càng hừng hực lên. Nhớ kỹ câu niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Khi quý vị hiểu được nguyên lý niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp thì quý vị sẽ siêng năng niệm Phật liền. Vì niệm Phật mới tiêu túc nghiệp. Túc nghiệp có vô lượng kiếp, có tạo tội nghiệp nặng nề gì, nhưng chỉ có niệm Phật mới tiêu được túc nghiệp. Túc nghiệp niệm Phật mà còn tiêu, không chi cái chuyện buồn, cái chuyện nặng nề gì, cái chuyện âu sầu gì, cái chuyện trở ngại gì. Một câu Phật hiệu này giải quyết được vấn đề hết. Một câu Phật hiệu sẽ giải quyết được hết vấn đề. Quý vị chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu, niệm giết rồi nó lọc cái tâm bị sạch, trở thành một con người an lạc, vui vẻ, tự tại, giải quyết vấn đề vô cùng là rõ ràng. Chùa mình bây giờ quý vị khắp nơi nơi mà ta về người ta ở tu, nhưng có những vấn đề như vậy. Có những người mẹ dặn hai ba đứa con nhỏ đến chùa, việc này nhà chùa mình nhận không được quý vị. Vì chùa mình chiến đứa người già niệm Phật giáng sanh, hoặc là người lớn phục vụ tam bảo, bây giờ dặn con nít lại quá nhiều, làm sao nhận được hả quý vị? Đúng rõ ràng bây giờ chúng ta đem Phật pháp chúng ta giới thiệu, chứ bây giờ mà ôm đàm hết trơn luôn làm không được quý vị ơi. Như hồi sáng một người mẹ mà dẫn đến 4 đứa con nhỏ không xin ở, rồi thêm nữa là nhiều người con xin cho những người mẹ già ngồi một chỗ, nằm một chỗ, vô chùa ở tu. Những đức nói làm sao nhận được quý vị, làm sao nhận được đấy. Chùa thì chỗ ở bên dưới nó giới hạn, mà bây giờ người già yếu ngồi một chỗ, nằm một chỗ, sao mà ở được đấy. Quý vị ơi, chúng ta chờ tới giờ này đúng là bó tay. Chờ tới giờ này là bó tay, không giải quyết được vấn đề. Nên nhà đức khuyên quý vị, trong bất cứ việc làm ăn gì, quý vị cố gắng niệm Phật để tạo phước duyên. Đừng có đợi tới tuổi già nước đến chân chạy, chạy không kịp. Chùa bây giờ người ta đến ở tu rất là đông. Bây giờ 3 điểm chùa, 2 cái đạo tràng nho nhỏ chia đều ra hết. Chứ nếu như mà 1 điểm chùa hộ pháp hoặc là 1 điểm chùa Đại Tùng Lâm giải quyết không được. Quá đông rồi, quá đông rồi. Nên cái việc mà đi vô trong chùa mới bị đưa đến, nào là người thần kinh không bình thường giúp dùm nhà chùa đừng để đưa vào quý vị. Hai là người bệnh đau, già yếu gần chết đừng đưa vào quý vị. Ba là con nít, con noi nhỏ đừng có đem vào. Tại vì sao? Quá đông rồi, về chùa mình không giải quyết được vấn đề. Rồi bây giờ con nít bây giờ nghĩ vì giống như nó ghiền game, nó sống trong thế giới ảo nhiều quá. Nhiều đứa con nít, quý vị cho con vị nghe công đoạn này, hoặc là nhắc cho con vị nghe, nó chơi game giết, rồi xài điện thoại giết. Tự nhiên á, trong đầu nhiều đứa nít bây giờ dẫn đến cha mẹ nó rằng, nó nói rằng là trong đầu nó có ai chửi nó trong đầu, có ai mắng nó trong đầu, giết nó sợ quá, giết nó bắn loạn tâm trí, không bình thường. Nó còn nhỏ mà chơi điện thoại nhiều, sống trong thế giới ảo nhiều quá,
hết phước. Khi phước hết rồi, nghiệp lực nó ào xuống, nó ập xuống, đáng sợ chưa? Nên á, cần phải niệm Phật tạo phước duyên. Có người khi có phước có duyên thì có người bình an vô sự, an lạc vui vẻ. Còn có người khi phước duyên giảm rồi là nghiệp lực nó ập xuống là tiêu. Nghiệp nó ào xuống là tiêu liền, nói chứ. Nên mình bất cứ trong công việc nào phải cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, nghe pháp mỗi ngày để an tâm. Những đứa ở trong chùa đây mà những đứa thấy thời tiết bây giờ chúng ta sống đúng là cũng khắc nghiệt. Nay gì mai khác, thay đổi suốt luôn. Bệnh đau giờ dễ đầy đúng quý vị à. Nhờ những đức tu hành, nhờ người trong chùa tu, nên bệnh đau đến nó cũng sống bình thường, không có trở ngại. Chứ mình ngoài đời mà nói bệnh đau này kia đồ trở ngại liền đó quý vị. Nên mình càng tiếp nhận Phật pháp, nghe Phật pháp. Tuy là pháp môn niệm Phật, nếu như quý vị tiếp nhận, quý vị chịu niệm Phật là có kết quả liền. Nhưng mà đòi hỏi quý vị phải nghe được, hiểu, tỉnh táo. Chứ bây giờ mà đưa người không biết cái gì đến, nhờ những đức giúp, biết giúp làm sao luôn. Tưng tưng ba trợn đồ, rồi hết biết gì, ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi không nghe được gì hết chứ. Đưa vô chùa, bây giờ nhà chùa sao làm được quý vị? Nếu mà nhận kiểu này thì thôi, không biết. Chùa Tịnh Độ chúng ta, người ta nhìn thấy nó không có thể nào mà coi được chút nào. Nên những đức á, đem phương pháp tu rồi á, thỉnh tượng Phật tặng cho vị thờ, dạy cách hộ niệm tại gia, có phương pháp tu tại gia, hướng dẫn Phật pháp mỗi ngày, giảng pháp mỗi ngày cho vị nghe. Quý vị ơi, cha mẹ già yếu, quý vị nhà bị lo bị nuôi đi, rồi quý vị gần gũi cha mẹ, làm tròn bổn phận làm con đi quý vị. Làm tròn bổn phận làm con, lo cho cha mẹ của mình. Vì chùa mình quá đông rồi, từ khi là cha mẹ còn khỏe, người già còn khỏe, đi tới đi lui bình thường, hiểu biết bình thường thì vô chùa, nhà chùa sẽ nhận. Lo cho dài 3 năm, 5, 7 năm gì đó, niệm Phật giảng sanh. Còn cái này mà đưa vô chùa mà 2-3 ngày ra đi, 2-3 ngày ra đi, cái kiểu này nhà chùa làm không được quý vị ơi. Đúng là người ta ập xuống giết rồi mình chịu không nổi. Dữ quá, đẩy giết chịu không nổi. Quý vị mà đứng vai trò những đức, quý vị sẽ thấy cực. Đứng vai trò quý thầy lo của lo chùa thấy cực kỳ là khó khăn. Hiểu không? Đó. Nên á, mỗi người lúc còn khỏe phải niệm Phật. Đừng có đợi đến tuổi già khó lắm quý vị ơi. Có cái chú này ông đâu ông năm mấy tuổi. Hỏi Nhân Đức, dạ thưa thầy, con có cái nguyện đi xuất gia, đi vô chùa mình để xin xuất gia ở đây tu. Nhân Đức nói gia đình chú sao? Ông nói có một đứa con gái mà có gia đình rồi, bây giờ con còn có mình con thôi, năm mấy tuổi. Nhân Đức nói mình xuất gia là mình xa gia đình mình, mình ở trong ngôi nhà tam bảo, mình lo niệm Phật là cũng như người xuất gia đó. Nếu như chú có duyên xuất gia thì sớm muộn gì cũng xuất gia. Còn nếu như chú là người gây dựng tính nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì chú bình thường như vậy lo tu niệm Phật cầu sanh cực lạc rất đặc biệt. Còn nếu có duyên xuất gia, tự nhiên sẽ xuất gia. Thì ông nói những đức, ông nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng 20 năm. Những đức nói 20 năm hay 2 năm gì, hay 2 tháng gì, chỉ cần mình nghe Phật pháp mà mình tiếp nhận Phật pháp, mình trở thành một người đơn giản bình dị, trong thiện và ác không bụi ràng được mình, sống dễ tính, đừng buồn giận người để trong tâm. Đối với thiện coi mình có thiện hay không để học, đối với ác coi mình có ác hay không để sửa. Chứ không phải là bao nhiêu năm gì. Nếu như chấp vào văn tự nặng nề thì đi đến đâu ở cũng khó lắm. Nên quý vị nhớ, người nghe pháp nhiều ở thời gian
trong chùa tu tập lâu, ưa bị cái bệnh là tôi tu bao nhiêu năm, tôi nghe pháp bao nhiêu năm, văn tự như vậy đó, nên khó giúp. Nên quý vị nghe pháp vị tu làm sao mà quý vị đơn giản, bình dị, dễ tính là quý vị tu thành công. Như bản thân những đức quý vị thấy hướng dẫn bao nhiêu con người luôn, mà những đức có những bài giảng nói chuyện vui bình thường, có những cái làm ngộ nghĩnh lắm, như kẻ điên người dại, khùng khùng điên điên, nhưng mà việc làm mình hiểu được. Nên mỗi một người tu tập phải hạ cái ngã xuống, phải hạ cái ta đây xuống, miệng làm sao mình an lạc vui vẻ. Có những việc mắt nhắm mắt mở trong cuộc đời này, có những việc mình chưa đủ duyên để giải quyết thì mình đừng có đụng vào. Mình hãy làm tròn trách nhiệm của mình, tu tập là được rồi. Nên trong nhà Phật có câu hay là trước chưa độ mình làm sao độ người. Hãy làm đúng vai trò mình cho đặc biệt đi, và gây dựng tích nguyện niệm Phật. Người ta chỉ cần nhìn quý vị tu, người ta muốn tu theo. Còn nếu như quý vị tu tập mà nặng nề, phiền não khó chịu thì không giúp được ai đâu. Tu làm sao mà an lạc vui vẻ, nhẹ nhàng. Nếu như quý vị thấy rằng buồn giận người để trong tâm mà tốt thì quý vị cứ để trong tâm. Còn nếu như quý vị thấy buồn giận người để trong tâm không có gì đặc biệt thì đừng để vào trong tâm. Để câu ai cho là Phật vào tâm, đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, làm bất cứ việc gì cũng niệm Phật, gây dựng niệm Phật cả đời, tích nguyện kiên cố không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.